Đây có thể nói là chiếc cạc gây tranh cãi nhiều nhất trong thời điểm hiện tại, không phải tại Việt Nam mà tại nước ngoài anh em ạ. Rất nhiều người chê nó tệ, có nhiều người thì chê nó ngon, nhưng mà dân Việt Nam ta thì mua nhiều lắm. Bây giờ thì hãy cùng tìm hiểu tại sao Việt Nam ta lại thích chiếc cạc này đến thế và tại sao nhiều người nước ngoài lại không thích nó đến như vậy trong video phân tích của mình nhé. Rồi, thì đây là chiếc 4070 sử dụng cấu trúc ADA Lovelace, chính xác hơn là nhân AD104, tức là cùng với cả nhân của chiếc 4070Ti này, cùng nhân, cùng VRAM, nhưng những thông số khác của nó đều thấp hơn rất là nhiều về CUDA Core, Tensor Core, Streaming Processor, v.v. rất là nhiều thứ đều thấp hơn so với cả 4070Ti. Nếu mà anh em nhìn rộng bức tranh ra một chút thì nhận ra rằng là chiếc 4070 này có cùng mức CUDA Core với cả 3070, nhưng hiệu năng của nó không bằng nhau đâu anh em nhé. Khi mà mình chơi game, ví dụ như là Valorant đi, mình setting ở 2K full, mà khỏi là full setting luôn, thì sẽ đạt được mức 500fps một cách rất là dễ dàng, chuyện thường ngày ở chợ luôn, mà mức điện tiêu thụ cũng không hề cao. Khi mà mình chuyển sang một tựa game eSports cao cấp hơn một chút, chẳng hạn như là Apex Legends, thì mức FPS ở 2K max setting thì cũng rơi vào khoảng tầm 200fps. Nếu mà anh em muốn nó gọi là cao hơn một chút ý, anh có thể giảm setting xuống và đạt được mức 240-300 một cách thoải mái, không vấn đề gì cả. Mình cũng gọi là thử một chút về Cyberpunk, những cái update mới nhất mang tên là Path Tracing. Khác với cả Ray Tracing một chút thì Path Tracing như kiểu là Ray Tracing cộng cộng ấy, Plus Plus ấy, Pro Max ấy, là cái ánh sáng nó sẽ thật hơn, khung cảnh nó thật hơn và nhân vật có hồn hơn. Nhưng chúng ta phải đánh đổi lại, đó chính là mức FPS cực kỳ là thấp. May mắn thay, đây là 4070, ta sẽ có những công nghệ như là DLSS này và có cả Frame Generation nữa, khiến cho mức FPS về một mức dễ chịu hơn, dễ chơi hơn. Và đấy, anh có thể thấy rằng là nếu mà chiếc 4070 này xét một mình thôi, chúng ta có thể thấy rằng đây là một chiếc cạc tương đối là tốt, với công nghệ mới, thiết kế mới, mức điện tiêu thụ không quá cao, chỉ 200W, và có rất là nhiều các phiên bản 4070 chỉ dùng đúng một đầu 8 pin thôi, tức là anh em không cần phải nâng cấp về nguồn. Đó, nhìn qua thì thoải mái, rất hợp lý với cả những anh em nào chơi những tựa game 2K ở tần số quét cao và chơi những tựa game 4K ở mức setting cao nhất với sự bổ trợ của DLSS, Frame Generation và có những công nghệ mới như là AV1. Nhưng tất nhiên rồi, trong thị trường chúng ta còn rất nhiều những chiếc cạc khác, chẳng hạn như chiếc 4070Ti đây. Nếu mà anh em xét và như những gì mà mình đã test ở đây, thì chiếc 4070 và 4070Ti có khoảng cách không lớn. Chiếc 4070Ti này cao hơn so với cả 4070 chỉ 19%, 18-19% gì đấy ở 4K và chỉ 8% khi ở Full HD mà thôi. Nếu mà mình so sánh với cả 4080 thường cái kia ấy, thì cái mức chênh lệch chỉ là 45% ở 4K và giảm dần ở Full HD. Thế, điều này còn đặc biệt hơn nữa, còn ấn tượng hơn nữa khi mà chúng ta so sánh về giá. Nếu mà anh em mua tất cả các phiên bản TUF, tức là đều là 4080 TUF, 4070 TUF ấy, thì chiếc 4080 TUF sẽ có mức giá cao hơn 88% so với cả chiếc 4070 TUF. Nhưng nếu anh em sẵn sàng mua phiên bản thấp tiền nhất của 4070, đó chính là chiếc Ventus 6X này, thì khi đó mức giá của 4080 thấp nhất ấy, nó cao hơn cả gấp đôi so với cả chiếc 4070, khiến cho 4080 trở thành kèo cực kỳ là không ngon khi mà nó chỉ cao hơn về hiệu năng chỉ là 45% ở 4K thôi. Điều này thì khiến cho chiếc 4070 chúng ta trở thành kèo cực kỳ là thơm trong thị trường cạc bây giờ và là chiếc cạc thơm nhất trong dòng 4000. Nhưng khi ta so sánh với cả 3070 và 3070Ti thì câu chuyện nó hoàn toàn khác đấy anh em nhé. Nốt ở đây một chút đi, thì là mình trong lúc mình test ấy, mình không có 3070, thế nên là mình tạm thời dựa vào cái thông số của TechPowerUp, đó chính là 3070 thì thua với cả 3070Ti là 7%, thế nên là mình sẽ lấy cái thông số của 3070Ti trừ đi 7% nhá để ra được cái thông số của 3070. Thì như anh em thấy đây thì chiếc 3070Ti sẽ thua với cả chiếc 4070 khoảng tầm 14% và chiếc 3070 thì thua khoảng tầm 20%. Nếu mà chúng ta so sánh về cùng với giá tiền của bản TUF ấy, thì khiến cho chiếc 3070 trở thành kèo rất là ngon, bởi vì anh em có thể mua 3070 ở Hacom với mức giá chỉ trên 13 triệu, còn chiếc 4070 TUF ấy, thì sẽ có mức giá là trên 20 triệu. Khi đó thì kèo khá là thơm. Nhưng nếu mà anh em so sánh với cả phiên bản thấp nhất là phiên bản TUF Ventus, chiếc 4070 Ventus đây, thì khi đó 4070 kèo thơm, 3070 mua được, còn 3070Ti thì vứt đi anh em ạ. Nhưng nếu mà anh em suy nghĩ kỹ lại, anh em nhìn một bức tranh tổng thể, một bức tranh toàn cảnh hơn, thì chiếc cạc nào khỏe hơn 3070 20% nhỉ? Đúng rồi anh em ạ, là chiếc 3080. Vậy tức là chiếc 4070 này có mức hiệu năng ngang bằng với cả 3080. Mà như anh em biết đấy, trong đời trước, ví dụ như là 1060 6GB thì mạnh gần bằng với cả 980, 2060 thì mạnh ngang với cả 1080,
Còn 306 không ti thì mạnh hơn cả với cả 2080, tức là 60 đời này sẽ mạnh hơn với cả 80 đời trước. Vậy mà trong năm nay, trong dòng 4000 đây thì bắt buộc phải tận chiếc 70 mới có thể bằng với cả chiếc 80. Điều này là chính là lý do tại sao mà những người nước ngoài họ cảm thấy rằng 4070 đây vẫn không phải là kéo ngon. Cái sự chênh lệch, sự khác biệt giữa đời trước và đời này nó không quá lớn khiến cho nó trở thành một kéo không ngon. Và đặc biệt nếu mà anh em so sánh với cả giá cũ đi, 3070 mua cũ bây giờ 7,5 triệu, 3080 mua cũ bây giờ khoảng tầm 12 triệu, 11 triệu gì đấy, khiến cho cái việc suy nghĩ, việc lựa chọn mua chiếc 4070 này là một thứ khá là khó, đúng không? Bởi vì bây giờ một chiếc 3070 mức giá chỉ chưa bằng một nửa của chiếc 4070 mà có mức hiệu năng bằng 80%, thì việc gì anh em cần phải mua chiếc 4070 này nữa. Rồi, nói đến đây thì mình có thể kết luận ra được rồi là chiếc cạc này nhá, nó tốt, tốt thật, nhưng mà nó phải đúng nhu cầu, đúng cảm xúc, đúng thời điểm, đúng điều kiện thì mọi người mới nên mua nó. Bởi vì nếu mà suy xét, nó đều có những điểm tốt và điểm xấu riêng. Điểm tốt của nó là một chiếc cạc mới, nó có là công nghệ mới, nó là chiếc cạc ngon nhất của dòng 4000 bây giờ. Và nó lại còn có những cái, ví dụ như là chỉ dùng đúng một đầu 8 pin thôi, nên là anh em không cần phải lo lắng gì về nguồn. Nhưng nếu mà suy xét sâu hơn thì chiếc cạc này không phải là một cú nhảy vượt bậc so với cả đời trước, tức là đời 4000 không phải là một cú nhảy vượt bậc so với cả đời 3000, khiến cho nó trở thành một kéo không thơm. Và đặc biệt nếu mà anh em so sánh giá cũ thì đúng là chưa thể nào mà sánh vai được. Nếu mà chúng ta đang sống trong một thế giới hoàn hảo ấy, thì chiếc cạc này sẽ có tên là chiếc 4060Ti và mức giá nó thấp hơn khoảng tầm 2 triệu, tức là khoảng tầm 13, 14 triệu đi. Thì lúc này làm gì còn ai suy nghĩ tới việc mua 3080 cũ nữa, mà ai ai cũng đổ xô đi mua 4060Ti trong thế giới hoàn hảo này. Nhưng tất nhiên chúng ta đang sống trong vũ trụ 616, thì nên là chiếc cạc này là 4070 và nó có mức giá là 16 triệu rưỡi. Nếu mà anh em nào nhá, chiếc cạc này, nếu mà anh em nào muốn mua ấy, thì nó sẽ có những đối tượng như sau. Nếu mà anh em nào là người đang sở hữu một chiếc cạc hiệu năng từ 2070 trở xuống, hoặc là những anh em nào mua mới hoàn toàn, thì đây là chiếc cạc cực kỳ là tốt với những công nghệ mới như là frame generation, DLSS này, nào thì AV1 này, nào thì tiêu thụ điện thấp này, và vân vân và vân vân. Còn với những người như mình dùng 3070 hoặc những anh em nào dùng những chiếc cạc cao hơn nữa ấy, thì mình nghĩ rằng khó lòng mà có thể mua được chiếc 4070 này, khó lòng mà có thể nghĩ được chiếc 4070 này là một cái sản phẩm để nâng cấp trong thời điểm hiện tại. Còn anh em thì sao? Anh em đã mua chưa? Thì anh em biết thì khá nhiều anh em mua ở Hacom rồi đấy. Mình lâu lắm rồi mình mới mượn được, mình mãi mới làm được cái video này, bởi vì là mình mãi mới mượn được mấy cái con cạc này, bởi vì là nhà cung cấp họ còn đang hết hàng, bởi vì là chiếc cạc này khá là ngon và nhiều anh em mua. Nếu mà anh em nào mua rồi, hay là anh em nào chưa mua, hay anh em cảm thấy rằng là mình sẽ mua hay mình sẽ không mua, thì hãy để ở dưới comment để mình có thể gọi là chúng ta cùng bàn luận với tất cả mọi người nhé. Cảm ơn anh em đã xem video này và hy vọng gặp lại anh em tại video sau.